Tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đồng bằng cá toàn tổ quốc. Hôm nay tôi có một clip gồm 26 cây cần nha mọi người. Thì 26 cây cần này đa phần những cần sẽ là chuyên cho anh em lưu ra. Thì phần bên đây là cần máy đứng và phần bên đây là cần máy ngang. Thì đây hai cây này, hai cây, ba cây này là ba cây UL nha mọi người. Nó cho anh em nào chuyên về UL thì tua tới khúc này anh em xem. Rồi để vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Shop bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỏng clip sắp lên đó, anh em cứ gọi shop nha. Rồi cảm ơn mọi người. Lên cái thứ mừng cảm khảo thì cây thứ nhất là một cây cần 4 khúc dạng chiên lua. Thì cây này một cây cần của Grady Hill đây, cần còn rất là ok luôn nha, phôi carbon sáng gần gút nè. Quá trời ok luôn. Phen của nó là phen xít. Cần là cần 4 khúc như này, 4 khúc. Như loại này chuyên cho anh em đi du lịch. Đó. À, lua chẽm, lua nhớ hơi mà giả. Cần thì carbon sẵn gân guốc đây. Thì Grady Hill là một thương hiệu của Nhật, nhưng nhà máy nó đặt ở China nha mọi người. Đó, đặt tại China đây. Đó. Cần rất là ok, phen là phen xít. Đó, phen là phen Pussy Seed, bát là bát Pussy, bát Pussy, bát Gold, đây Pussy. Thì cần này nó nặng 105g, đọt 1.4 L, dài là 1m92. Thì cái này tải mồi từ 1.75g đến 7g, tải dây từ 3 đến 8 dB, giá ông khai số 1, giá là 1.7 nha mọi người, 1.7 cộng ship cái số 1. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Thì cây số 2 lên cho mọi người là một cây cần Abu. Quên nữa, cây số 1 là nó chỉ có cần thôi nha anh em, không có túi. Tiếp theo lên cho mọi người là cây số 2. Cây số 2 là một cây Abu. Thì cây này một cây Abu cũng dạng 4 khúc nha mọi người, 4 khúc. Đây, cây là một cây Abu nha mọi người. Cây dạng 1 2 3 4 5. 5 khúc nha. Đây, khúc gốc của nó đây. Bass của nó là bass Pussy. Thì cần này dạng cần trưng bày thôi, cần còn rất là mới luôn. Đó, và cây này nó còn túi nha mọi người, túi nó đây. Đó. Phen là phen Fuji, ngoại hình tổng thể cây cần gơ tầm khoảng 93-95%, rất là đẹp. Thì cây này cứng nhân L nha anh em, cứng nhân L, dài là 1m52, nặng là 88g. Thì cái này nó tải mồi từ 2-8g, tải dây B, tải dây từ 3-6 LB nha mọi người. Đó, tải dây từ 3-6 LB. Cần còn rất là đẹp luôn. Rồi, giá công khai cây số 2, giá là 1.9 triệu nha. Cây còn túi. Tiếp theo cây số 3. Thì cây số 3 lên cho mọi người một cây cần Laser. Thì dòng Laser là một dòng cần của Majorap. Majorap một thương hiệu chuyên làm về cần lua nha anh em, chuyên làm về cần lua. Thì cây này một cây máy ngang. Đó, để soi cho anh em xem cần trước rồi đọc thông số sau. Đây. Cây một cây máy ngang 4 khúc còn túi luôn nha. Đó, túi đựng. Thì cây này độ cứng M nha mọi người, độ cứng M, dài 1m98. Phen số bộ phen là phen xít nha mọi người, bộ phen xít rất là đẹp luôn. Phen xít là phen xít phen bóm chân đen. Đó, đổi xít bù trong sẵn thôi carbon. Bát là bát Fuji nha, bát Fuji này rất là đẹp. Tổng thể ngoại hình thì nó có xước sát li ti thôi chứ không ảnh hưởng gì cả. Đây xước sát cái này nè mọi người. Đó. Đây, dạng như phen nó cả vào thôi chứ không ảnh hưởng gì hết. Đó, xước sát ít thôi. Thì cái này nó nặng là 130g, đọt 2 ly, dài 1m98. Cái này tải mồi từ 7 đến 21g, dạng cần cứng này cứng M nha anh em. Tải dây từ 10 đến 16 LB, thu gọn của nó là 52cm. Giá công khai cây số 3, giá là 2.2 triệu nha. Thì cái này anh em có thể lua lóc, lua chẽm, rất là ok nha, đánh giá thiệt cũng rất là êm luôn. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 4. Thì cây số 4 lên cho mọi người là một cây cần 2 khúc, vẫn là một thương hiệu của Majorap. Thì cây này một cây Majorap Cotty. Thì cây này nó dài là 2m 2m 37 nha anh em, dài 2m 37.
nặng là 97 gram, thì cái này độc của nó là 1 ly 3, thì cái này nó lô từ 0.5 gram đến 5 gram, tải dây từ 2 đến 5 lb thôi nha anh em. Phen là phen xít nè, nó phen xít bát Fuji. Thì đây mọi người, ở đây đây phen là phen xít nha, phen cũng là rất là ok. Phen này thì chưa vệ sinh nè, nó thấy nó bụi bám nè. Càng đây tổng thể của hình rất là im nha, bát của nó là bát Fuji, càng có xuất sắc. Thì cái này dạng cho anh em lua màu giả, lua suối rồi anh em có thể câu hanh câu cháp rất là ok. Đọt cái này siêu mảnh luôn đó. Nó tải mồi chỉ có 5 gram thôi nha mọi người đó. Câu cá nhỏ, câu cảm giác, càng này chỉ người câu cảm giác nhiều hơn đó. Phôi là phôi carbon. Rồi giá công khai cây số 4 giá là 1.3 triệu nha mọi người, 1.3 triệu cho cây số 4. Tiếp theo cây số 5, cây số 5 lên cho mọi người một cây cằn của Abu. Đây là xem cái này hoài. Thì cây này một cây cằn của Abu nha mọi người. Thì cây là một cây Abu cứng ngang lờ, cằn bắt phai cái ngân lợn. Ngoại hình cái này nó ra tầm khoảng 93-95%, rất là đẹp luôn, có định vị cho mọi người nè. Phen là phen Fuji, bát là bát Abu, bát hãng. Đây định vị luôn, bu chống sắn, tổng thể ngoại hình mới tầm khoảng 93% nha, rất là đẹp. Thì độ cứng cái này là độ cứng ngang lờ, thích hợp cho anh em câu nháy hơi, lùa chẽm, lùa lóc. Thì cái này nặng là 110 gram, độc bọc ly 6, tải mồi từ 0.87 gram đến 8.75 gram, tải mồi từ 2 đến 8 lb. Giá công khai cây số 5 giá là 1.4 triệu. Tiếp theo cây số 6, cây số 6 lên cho mọi người một cây khá thương hiệu, anh em đánh rất là nhiều luôn. Đây là một cây cần mài giọt rắp đây. Đây mọi người, mài giọt rắp đây. Đây thì em cũng đã nói thì dòng cần mài giọt rắp thì nó chuyên về cho cần lua. Đây, đây một cây mài giọt rắp đây. Phen là phen Fuji Sit. Phôi là carbon sẵn. Đó. Bát của nó là bát Fuji nha mọi người. Bát của nó là bát Fuji. Thì cây này shop lấy từ thị trường Nhật về nha mọi người, mọi người yên tâm, phôi nó rất là chất lượng, phôi sắn găng guốc, bù trong sắn. Thì loại này anh em lưu chẽm rất là nhiều luôn, đây lưu chẽm rất là nhiều. Phen rất là đẹp nha mọi người, phen keo chỉ ok hết, không lỗi. Thì cần ngoại hình nó ra tầm khoảng 93% nhé. Thì cái này dài là 2m04, nặng là 100 gram, đọc bọc đi 6. Rồi dạ, thì cái này nó tải mồi từ 1.75 gram đến 7 gram, tải dây từ 4 đến 8 lb. Giá hai cây số 6 giá là 2 triệu nhé, 2 triệu cây số 6. Tiếp theo vẫn là một cây cần Minecraft. Thì cây này cây số 7 nha mọi người, cây số 7. Cây này hàng rất là ok, dòng carbon sắn ít. Đây mọi người. Phen là phen xít nhé, phen là phen xít. Bát của nó là bát Fuji. Đây, bát ra đây. Đây, Fuji. Bát cũng rất là đẹp luôn. Khá đẳng cấp. Đây Pai Thai, dòng carbon nano. Cây này cứng L nha mọi người, cứng L, carbon sắn ít, rất là đẹp. Cứng L này anh em lua chẽm nó hết bài luôn, rất là ok. Anh em đánh lóc dạng đánh nháy hơi. Đây phen này rất là đẹp,
chỉ còn ok nguyên zin nhé. Bù là bù chống sắn. Cần thì bao lỗi với mọi người nhé. Đó. Bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước luôn. Đó. Cứ lỗi hoặc không trong clip như thế này anh em cứ gửi về. Hoặc xấu hơn thì anh em cứ gửi về nhé. Thì cái này nó nặng là 97g, độc 1 ly 2, dài là 1m95. Thì cái này nó tải mồi từ 1.75g đến 7g, tải dây từ 4 đến 8LB. Rồi, giá công khai cây số 7, giá là 2 triệu 2 nhé. 2 triệu 2 cây số 7. Đó. Phen Fujitsu nhé. Tiếp theo cây số 8. Thì cây số 8 lên cho mọi người vẫn một con dòng cặn của Majorap. Thì cây này còn tuổi luôn nha mọi người. Cây còn tuổi luôn. Đây là một cây dòng cần của Siwat. Thì cây này nó dài là 2m11 nha mọi người. Dài 2m11. Nó nặng là 167g. Độc của nó là 2.5. Thì cây này tải mồi từ 7 đến 21g. Tải dây từ 4 đến 6. Tải dây bia từ 4 đến 6. Đây, đó, giá 17.800 yên là gây đâu đó tầm khoảng gần 4 triệu nha. Đây. Đó, phôi là phôi carbon, phen là phen Fujitsu. Thì thông số cái này thì về đánh lóc là hết bài luôn. Đó, đánh lóc đánh giá thiệt. Đây. Nhìn từ xa càng rất là ok nha mọi người. Cán là cán bằng, cán 3 khúc nè, cán hở. Rất là đẹp. Phôi là carbon sắn. Bát tầm bát Fuji. Đây, bát Fuji. Càng làm rất là đẹp luôn. Cây này của Việt Nam sản xuất nha. Thì cây này em lấy từ thị trường Nhật về nha mọi người. Mọi người yên tâm. Đó. Phen nữa đây. Đó. Rất là chắc. Phôi sẵn khỏi bàn. Cây này cứng là cứng M. Đó. Đánh bạo lực vô tư. Rồi, giá công khai cây số 8, giá là 2 triệu 8 nha. Tiếp theo cây số 9. Cây số 9 lên cho mọi người một cây cần hàng thương hiệu của Mỹ. Thì cái này một cây cần của Palmwit. Đó, dòng Palmwit, hàng thương hiệu của Mỹ. Đây, phen của nó là bộ phen xít. Đó, đá cực kỳ dày luôn. Đó, nhìn từ xa nè, đó, rất là ngầu. Đây, đá mà dạng đá nó tràn qua hai cái viền luôn nè. Thì cây một cây Palmwit hàng thương hiệu của Mỹ. Đó. Rất là đẹp. Dòng cần này chắc là đầu tiên nha mọi người. Đó. Thì cái phôi của cây cần này nè, nó dạng rất là dịu luôn. Đó. Thì anh em về đánh cảm giác vô tư. Dạng này thì chắc chỉ có lùa suối thôi, lùa suối. Đánh chẽm có màu giả thôi. Đó. Đây. Thông số của nó đây. Đó. Cái này dài 1m98, độ cứng là độ cứng ngăn lờ. Thì cái này tự sản xuất tại Taiwan nhé. Dòng Palmwit con đại bàng. Đó. Bát của nó cũng là bát Palmwit luôn. Thì cái này nó nặng là 100g, độc 1.7, dài 1m98. Thì cái này tải mồi từ 3.5g đến 10. Đến 10.5g, tải dây từ 4 đến 10 lb. Đây, test độ cong của nó đây. Đó, đọc có thể cong hình chữ C được luôn nè. Đó. Rất là nảy nha anh em. Đó. Rồi, giá công khai cây số 9, giá là 1 triệu 2 nha. Tiếp theo cây số 10. Cây số 10 lên cho mọi người một cây cần của Abu. Thì cây một cây Abu hết zin. Mọi người, một cây Abu hết zin. Dòng Tinger nha mọi người. Đó. Thì cây này rất là đặc biệt. Đây, cái bát nó dạng có tiếng rắc trong đây nè mọi người. Đó. Nghe kỹ không? Đó. Cây cái máy đứng nhá. Nó đứng, phen vẫn là phen xít. Đó, sứ rất là dày. Đây, tem Abu nhá. Phôi là phôi carbon sắn. Bát là bát thản nha. Đó, bát thản. Phen là phen Fuji, bát thản. Rồi carbon sắn. Rất là đẹp.
tem sức đầy đủ. Phen là phen xít buộc chống sắn. Thì cây này một cây cứng ngăn lờ nha mọi người, cứng là cứng ngăn lờ, nặng là 110g, độc bọc ly 3, dài là 1m89. Thì cái này tải mộ từ 0.875g đến 7g, tải dây từ 2 đến 8 lb. Cái này về anh em lưu chẻm hết bài luôn đó, lưu chẻm đánh nhai hơi. Rồi giá công khai cây số 10, giá là 1.800.000 nha. Tiếp theo cây số 11, cây số 11 lên cho mọi người dạng cần săn lóc đánh nhai thiệt. Thì cây 11 lên cho mọi người là một cây cần abu này, tem nó đây, phôi carbon sẵn nha mọi người, săn ít. Thì cây này nó độ mới ra tầm khoảng 93% nha, nó thiếu cái túi thôi đó. Có định vị lắm nè, phôi carbon sẵn nè. Phen của nó là phen Fuji nha mọi người, phen Fuji đó. Bát là bát Fuji Abu. Cái này là một cái Ocean Pie nhé, Ocean Pie nó khác cái dòng hồi nãy. Chụp quần sáng rất là đẹp. Phen dẫn trên đây là dạng phen lá nha mọi người. Cái này dài 2m1, độ cứng M, anh em đánh lóc thoải mái, đánh lóc đánh nhất thiệt, buộc chống sắn, phen Fuji. Đây, thông số của nó đây. Dài 2m1, cứng M, tải mồi từ 7 đến 35g, tải dây từ 5 đến 20 lb. Anh em đánh bè thì bè mát của nó là bè số 2, cần còn rất là mới luôn. Thì cái này nó nặng là 118g, độc 1 ly 5, giá công khai cây số 11, giá là 2.000.000 nhé. Tiếp theo cây số 12, cây số 12 lên cho mọi người một dòng Abu Hattin. Thì dòng này dòng lút nha. Đó, dòng lút thì nó thêm cái chắc là nano carbon nè. Đó. Thì cái này nó dài là 1m93, nặng là 95g, độc của nó là 1 ly 4, góc của nó là 88. Thì cái này nó tải mồi từ 0.875g đến 7g, tải dây từ 2.5 đến 8. Đó, thông số rất là rõ ràng nha nè. Độ cứng của nó là độ cứng ngang L nhé, độ cứng ngang L, dòng nano carbon, phen là phen micro, dạng phen Fuji. Đây đó này, tem ở dưới còn luôn nè. Đó, dòng Abu. Có định vị nè. Đó. Thông số thì shop đã đọc rất là rõ. Bát của nó là bát Fuji nha mọi người, bát của nó là bát Fuji. Cần thì chắc khử rồi. Đó. Sáng ít nha, carbon sáng ít, dạng cần nano carbon. Đây, khớp nổi này rất là đẹp, độ cứng nhân lần thì anh em có thể có chẻm câu lóc đánh nhai hơi. Càng rất là đẹp, độ mới cái này ra tầm khoảng 93% nhé, rất là mới luôn, không lỗi. Đó, ba anh em kiểm tra hàng trước luôn. Rồi giá công khai cây số cây số 12, giá 1.800.000 nha. Theo sẽ lên cây số 13 nha mọi người. Thì cây số 13, cây số 14 và cây số 15 là ba cây cần UL. Đó, cho anh em nào chuyên chơi hệ cần UL thì anh em có thể tua đến khúc này. Đó, đây, cây số 13 là một cây cần Abu Hattin. Dòng này dòng Lutz. Thì dòng Lutz thì nó thêm thành phần là nano carbon nha mọi người. Đó. Thì cái này nó dài là 2m01. Độc của nó là 1 ly 1. Nặng là 93g. Thì cái này tải mồi từ 0.43g đến 7g, tải dây từ 2 đến 6 lb. Thì cái này còn túi nha mọi người, còn túi, dạng hàng trưng bày thôi, càng rất là đẹp luôn. Đó. Cái nguyên hiệu Abu này, tem của Abu rất là đẹp.
Có định vị nè, UL. Phôi của nó sẵn đây. Abu nha mọi người. Bát là bát Fuji. Dạng cần UL thì rất là mềm này. Đó, nó dạng nó chuyên về cần mềm, chuyên cho anh em câu lô suối. Đánh cảm giác. Một số anh em có thể câu mực cũng được, dạng câu mực cũng rất là ok. Các bạn sẵn nè. Bù trong sáng, khúc nói rất là đẹp luôn. Đó, định vị rõ ràng cho mọi người. Phen là phen Fuji, bát Fuji. Tổng thể càng rất là ok nhé, đẹp. Điện thoại lên nét xem. Đó, điện thoại nó đây rất là đẹp nha mọi người. Rồi, giá công khai cây số 13 giá là 2 triệu nhé. Tiếp theo cây số 14, cây 14 lên cho mọi người một dòng cần của nội địa. Thì cây là một cây cần của Smith, đây dòng Smith, một dòng nội địa nha mọi người. Thì bát của nó là bát Fuji, phen của nó là phen Fuji. Đó, phen Fuji Zit. Phôi là phôi carbon nhé. Pen. Phôi là phôi carbon. Cần này thì rất là đẹp luôn. Đó. Đây, UL tải mồi từ 0.4 đến 4 gram, tải dây từ 2 đến 4 lb. Dài là 1m86. Phen là phen Pulsit. Bù nữa đây. Pulsit tôi nha, dạng chống sắn. Đọt nó dạng mảnh này, đọt nó chỉ 0.7 thôi nha mọi người. Đó, đọt chỉ 0.7 thôi. Chiên về cho anh em lưu xuống mình nhiều. Càng rất là đẹp luôn. Không lỗi. Đó. Nhúng đọt đây đó, rất là nhạy nhé. Thì cái này nó dài là 1m86, đọt 0.7, nặng là 90 gram. Thì thông số tải mồi, đây tải dây của nó là từ 2 đến 4 lb. Rồi, giá công khai cây số 14 giá là 2.5 triệu nha mọi người, 2.5 triệu cộng ship cây số 14. Tiếp theo cây số 15, thì cây số 15 lên cho mọi người một cây cần của hãng thương hiệu là Ban. Thì cây ban này là một cây ban còn nguyên tối luôn nha mọi người, nguyên tối luôn, dài 1m8, cứng UL. Thì dòng ban này rất là nổi tiếng, dòng nội địa của Nhật nhé. Còn túi zin theo cần, phen là phen xít nhé, một cây thương hiệu của ban, phen xít. Bát của nó là bát Fuji, phen là phen Fuji xít. Cần thì còn cũng rất là mới rồi. Đó. Bát tầm bát Fuji nè, bên đây là hình nè, cây cọ Fuji nó đóng trên đây, nó đóng cái này đóng hình cây cọ luôn nè. Đó. Cỏ nhậm càng rất là đẹp luôn. Phen nè, keo chỉ nè, nguyên zin hết nha. Đó. Buộc chống sẵn, buộc xít. Càng này chiên cho em lũ sủi nha, anh em là lũ sủi thì đánh mấy cái này, chiên về cho lũ sủi nhiều hơn. Lũ sủi câu mực, dạng câu hanh cháp, câu cảm giác rất là ok, thương hiệu Ban nội địa. Thì cái này nó nặng là 190 gram, nặng 90 gram, đọt bọc đi 2, nó dài là 1m8 nha anh em, dài 1m8. Thì cái này tải mồi từ 1.75 gram đến 4.5 gram, tải dây từ 2 đến 5 lb. Giá công khai cây số 15 giá là 3 triệu nhé, cây số 15 giá 3 triệu. Tiếp theo lên cho mọi người là cây số 16. Thì từ cây số 16 qua bên đây là dạng cần cần lure máy ngang. Rồi, tiếp theo lên cho mọi người một cây cần số 16. Thì cây số 16 lên cho mọi người một cây cần Daiwa Balazon. Thì dòng Balazon này một dòng cần, phôi của nó là phôi dạng carbon sắt nhé,
rất là đẹp nè. Đó. Đây, rất là đẹp luôn. Phen của nó là phen Fuji. Nó sẽ săn ít tới ngọn luôn nè. Đó. Loại này thì em bán cho một số anh em đánh về rất là ok nhé. Đó. Chiếc này thì về chỉ có được một cây này thôi. Đó. Bay qua. Thì cái này được sản xuất tại China nha mọi người. Nó gói hàng cho nên mọi người xem luôn. Mọi người biết luôn. Đó. Thì cái này lấy từ thị trường Nhật về nha. Bắt rất là đẹp. Thì cái này dài là 1m98, độc 1.8, nặng là 100g. Thì cái này tải mồi từ 5.25g đến 17.5g. Tải em dây từ 7 đến 16 lb. Giá công khai cây số 16, giá là 1.8 nha. 1.8 cây số 16, một cây càng rất là đẹp. Tiếp theo cây số 17. Cây số 17 lên cho mọi người một cây dòng cần Albu Hattin. Thì dòng này một dòng Tinker. Đó. Nó giống như cái cây máy tính hồi nãy lên cho mọi người. Thì bát của nó vẫn là bát quặng có tiếng rắc nè. Đó. Đó, nghe rất là đã nha. Phôi là phôi carbon sẵn. Phen là phen Pulsisit. Đây, phôi nó đây. Abu. Càng rất là đẹp đây. Đó, đẹp miễn bàn. Bu chống sắn nè. Sẵn là cặp quả sẵn găng guốc nè. Đó. Rất là ok nha. Thì cái này nó nặng 130g, độc 1.7, dài 1m98. Thì cái này độ cứng của nó là độ cứng M, nó tải mồi từ 5.21g đến 21g, tải dây từ 8 đến 20 lb, giá công khai cây số 17, giá là 1.8. Tiếp theo cây số 18, thì cây số 18 bán quậy một dòng Tinker. Đó. Bát tiếng gắt, thì gắt của cái bát này nó lớn hơn tí nè. Đó. Đây, dòng Tinker. Thì quán quậy thôi, ngoại hình cái này cũng rất là mới luôn, dạng hàng sắp tay về mà. Ôi cặp quan sẵn nè. Cây này được cái nó dài hơn nha mọi người, dài là 2m13. Đó. Dòng Abu Hattin. Rất là đẹp. Đó. Quay sơ qua cho mọi người xem nhé. Phen nữa này, phen xít nha, tất cả phen ok hết, không lỗi lầm gì hết. Đó. Thì anh em về cứ kiểm tra hàng trước hình tổng nha. Bát rất là ok, nhất cái gần luôn. Thì cái này độ cứng vẫn là độ cứng M. Đó. Đây, độ cứng M, dài 2m13, nặng là 140g. Thì cái này nó tải mồi từ 5.25g đến 21g, tải dây từ 8 đến 20 lb, giá công khai cây số 18, giá cũng là 1.8 nha. Tiếp theo cây số 19, thì cây số 19 lên cho mọi người một dòng cần Abu. Thì cây này Abu Hattin, dòng bằng dòng lút, nó có nano carbon. Đây, dòng chất liệu là nano carbon, thì nó sẵn nè. Cây này dài là 1m98, độ cứng là độ cứng M. Tem Abu vẫn còn, cần rất là đẹp. Sẵn đây, gần guốc đây. Đó. Bát của nó là bát Fuji nhé. Bát Fuji. Đây. Phen là dạng phen micro. Đó, phen Fuji. Cần rất là đẹp đây. Đó. Thì shop bán hàng thì có thể quay nó hơi lâu tí, nhưng mà chịu khó quay kỹ cho mọi người xem nhé. Đây. Khớp nổi của đó. Phù trong sẵn. Dòng carbon sẵn rất là đẹp luôn. Thì cái này nặng là 118g, dài 1m98, đọt 1.7. Thì cái này tải mồi từ 5
5.25g đến 21g, tải dây từ 8 đến 20 lb, độ cứng M thực thợ cho anh em lô lốc lô chẽm đánh giá hơi giá thiệt. Rồi giá công khai cây số 19, giá cũng là 1.800.000 nha. Tiếp theo cây số 20, cây 20 lên mọi người một dòng cần của Majorgrab. Thì cây là một cây Majorgrab laser đó, giống cây Majorgrab 4 khúc lên là cây số 2 đó. Cây này 2 khúc nhé, cản là cản hở đó. Cản là cản hở, cản 3 khúc dòng Majorgrab. Đây Majorgrab phiên của nó là phiên xít nha, phiên xít đây nhìn từ xa đây mọi người đó, rất là bóng nha, phiên xít. Bát của nó là bát Fuji, bát Fuji rất là đẹp luôn. Thì cái này độ cứng là độ cứng H nha mọi người, độ cứng H thích hợp cho anh em săn hàng đánh bạo lực, buộc chống sắn, phiên xít buộc chống sắn, tổng thể nguyên hình mới 93% nha, rất là mới luôn. Thì cái này nặng là 140g, đọt 2.4 lít, dài là 2m04. Thì cái này tải mô từ 10.5g đến 42g, tải dây từ 12 đến 25 lb, giá công khai cây số 20, giá là 1.800.000 nha, 1.800.000 cho cây số 20. Đó, một cây hàng bạo lực, chuẩn bạo lực luôn. Tiếp theo cây số 21 lên cho mọi người một cây cần của hàng Siwat nè. Đó. Thì cây này một cây cần máy ngang, nó dài là 1m98 nha anh em, dài 1m98, đọt 2.3 lít, nặng là 200g. Thì cái độ cứng M nên tải mồi từ 7 đến 21g, tải dây từ 4 đến 6 dây bè nha anh em, ở dây bè. Phen của nó là phen Fuji Sit. Đó. Giá nó bán đây. Thì cái này cây 21 giá công khai 1.800.000 luôn. Đó. Đây mọi người, để cho mọi người xem. Cán là cán dạng cán bằng, cán hở nè. Đó. Cây này dạng đánh bạo lực đây. Đó. Carbon sắn gần guốc nè. Bát là bát Fuji. Rất là đẹp. Nó để hình con cá leo nè mọi người. Đó. Ở nước ngoài họ chiên câu cá đó. Bát là bát Fuji Sit. Phen là phen Fuji Sit. Phen micro bù chống sắn, phôi là phôi carbon sắn, nhìn rất là đẹp luôn. Rồi, giá công khai 1.800.000, cây số 21 nhé. Tiếp theo cây số 2. Rồi, tiếp theo là cây số 22. Thì cây số 22 lên cho mọi người quẳng một cây dòng cần của Majorgrab Spintai gì nè mọi người. Đó. Thì cây này nó dài 2m1, độ cứng là độ cứng H nha anh em, dài 2m1, độ cứng là độ cứng H. Đó, dạng này chiên săn hàng, phôi cũng là phôi nano carbon nè. Thì cái này nó nặng là 172g, đọt 2.1 lít, dài 2m1, nó tải mồi từ 10 đến 42g, tải dây từ 12 đến 25 lb, giá nó bán tại Nhật nó gơ tầm khoảng 20, nếu đổi qua Việt Nam nó tầm khoảng gần 4 triệu. Đây cây số 22 nhé. Thì cái này dạng sắp tay quay cần còn rất là mới luôn. Phen là phen xít nhé, phen xít phôi dạng nano carbon nè, rất là đẹp. Bát là bát Fuji. Thì mọi người cần thì báo mình chụp hình cận cảnh để cho. Đó, rất là đẹp. Cái này đầu mới ra tầm khoảng 93% nhé, 93-95% buộc trong sắn. Mấy cây này gắt ưng cái mát luôn, cái mát làm rất là đẹp nhé. Rồi giá công khai cây số 22, giá là 2.800.000 nha. Tiếp theo cây số 23 lên cho mọi người một dòng cần của Majorgrab, dòng Corkit. Thì dòng Corkit này nó đặc biệt nhận dạng là nó cái bát đi, bát da gỗ màu đỏ rất là đẹp, đẹp và nổi nữa. Phen của nó là phen xít, phen là phen xít. Dòng Corkit này thì nó
dạng nó đánh góc là ok luôn. Đó. Khách phản hồi cũng rất là im. Đó, dòng core kit đây phôi carbon sẵn nha, sẵn gân bút dạng sẵn hai da, phen là phen xít buộc chống sẵn. Tổng thể càng đẹp nha mọi người. Đó. Nhất là cái bát này đẹp kinh khủng, rất là ok. Phen xít bát fuji thì cái này nặng là 120 gram, đọc bọc đi 8 và 1m98, thì cái này tải mò từ 7 đến 21 gram, tải dây từ 10 đến 16 lb, giá công khai cây số 23, giá là 2,2 triệu nhé. Tiếp theo cây số 24 lên cho mọi người, vẫn một cây cần Majorap. Thì cây này dạng cần săn hàng, phen đây nhìn từ xa sẽ là phen xít nha mọi người, phen này phen full xít, phôi là phôi sẵn, sẵn hai da, sẵn gần quốc nè. Người ta thấy bát của nó là bát fuji, phen xít bát fuji Aerox, cây một cây Aerox. Thì cây này đầu cứng là XH nha, đầu cứng XH dài 2m37 nha mọi người, dài 2m37 sẵn nè. Rất là đẹp luôn. Thì cây này cây nguyên sinh luôn. Đó. Phen xít phen bấm bu trong sẵn, bu khá là bự nha. Cây này về độ cứng XH mà dài 2m37 thì anh em về câu lóc gừng là thoải mái rồi. Dạng vô tư luôn á. Lóc gừng đánh vô tư luôn. Sẵn thế này còn gì bằng nữa. Càng rất là cứng. Đó, đánh giá thiệt rồi, rất là êm. Thì cái này nặng là 145 gram, đọt 2 ly 3, dài 2m37, độ cứng XH thì cái này tải mồi từ 10 đến 42 gram, từ 10 đến 42 gram, tải dây từ 10 đến 25 lb, giá công khai cây số 24, giá là 2,8 triệu nha. Tiếp theo cây số 25 lên cho mọi người, vẫn một cây hàng săn hàng, đây một cây ban. Đó. Cái cỏ nè, cái ban thì nó đặc biệt là phen là phen xít nha, phen xít phôi đi, phôi sẵn này. Đó. Dính bằng keo cái này mọi người, keo nhé. Bát là bát fuji, cán là cán bằng, dạng cán hở ba khúc nè, sẵn là sẵn gần guốc rồi. Thì cây ban này dài 2m1, độ cứng là cứng H, thì càng có xuất sắc li ti nè. Đó. Đấy mọi người. Đó. Thì phần trên đây là đẹp rồi, khỏi bàn. Đó. Bán tàu phen là phen full xin xít nè, xứ rất là dày, buộc trong sẵn. Thì cầm thì có xuất sắc li ti thôi. Đó. Không có gì ảnh hưởng tới phôi nha mọi người. Càng rất là ok. Cái này về dạng săn hàng buộc tư. Đó, độ cứng hết. Hàng này hàng nội địa nha mọi người. Thì cái này 2m1, nặng là 140 gram, đọt 2 ly. Thì cái này tải mồi từ 10 đến 35 gram, tải dây từ 20 đến 25 lb, giá công khai số 25, giá là 2,5 triệu luôn nha. 2,5 triệu cái số 25, phen rất là đẹp. Tiếp theo cây số 26, cây cuối cùng. Thì cây số 26 lên mọi người, một cây cần của Abu. Thì cái này đặc biệt một cái là nó số bộ phen là một phen titan nha anh em, phen này phen titan. Thì shop cũng có lên mạng tìm hiểu tra cứu thì biết phen này phen titan nhé. Dòng cần này dòng cần rock vector, rock vector của Abu, bata fuji. Cần tổng thể ngoại hình thì còn rất là ok rồi, rất là đẹp. Quay cố gắng quay rất là chậm và kỹ cho mọi người xem. Căng đây, anh em cứ lên mạng search cái này là ga liền. Thì cây này dài 2m7, độ cứng là XH, tải mồi từ 14 đến 40 gram, tải dây từ 12 đến 30 lb, phen của nó là phen fuji titan sheet, bu trong trắng. Yeah.
À, tổng thể rất là ok nha mọi người, không có chê vào được, tổng thể rất đẹp. Thì cái này nặng là 140 g, đọt 2 ly mốt, dài 2m1. Rồi giá công khai cây số 26, giá là 2,8 triệu nhé. Rồi đó, tổng cộng 26 cái cần lên cho mọi người hôm nay. Mọi người ưng cái nào chốt lên số điện thoại tự động liên hệ với mọi người nha. Rồi cảm ơn mọi người.